tử quy, đệ tử quy thánh nhân, đệ tử quy phép người, đệ tử phép người con thánh nhân dạy, hiếu đễ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Hai, ở nhà phải hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Ba, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Bốn, việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu tự làm thiếu đạo con, vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Năm, cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, thân tổn thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi, cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Sáu, cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, khuyên không nghe vui can tiếp, dùng khóc khuyên đánh không giận. Bảy, cha mẹ bệnh lếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, tang ba lăn thường thương nhớ, chỗ ở đỗi không rượu thịt, tang đủ lễ cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Tám, anh thương em kính anh em thuận, hiếu trong đó, tiền của nhẹ oán nào xanh, lời nhường nhịn tức giận mất. 9. Hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. 10. Gọi người lớn chớ gọi tên, gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài, gặp trên đường nhanh đến chào. Người không nói kính nuôi đứng, phải xuống ngựa phải xuống xe, đợi người đi hơn trăm bước. 11. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi, trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không phải phép, đến phải nhanh nuôi phải chậm, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng. 12. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. 13. Sáng dậy sớm tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian, sáng rửa mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. 14. Mũ phải ngay, lút mũ phải ngay, lút phải gài, vớ phà giày mang chỉnh tề, lón quần áo để cố định, chớ để bừa tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận hợp gia đình, với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ có lo, tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại cung kính, chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi. 17. Chén rèm cửa chớ ra tiếng, dẽ kẹo rộng chớ đụng góc, cầm Phật rỗng như Phật đầy, và phòng trống như có người, chớ làm vội, vội sai nhiều, không sợ khó chớ qua loa, nơi ồn áo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. 17. Sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất lớn tiếng, người hỏi ai, nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người cần hỏi rõ, nếu không hỏi tức là trộm, mượn đồ người trả đúng hẹn, sau có cần mượn không khó. 19. Thàm nói ra tín trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật, chớ xảo lịnh, lời gian xảo từ bẩn thỉu, thói tầm thường phải từ bỏ. 20. Thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền, việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Thàm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh nói mơ hồ, đây nói phải kia nói cuối, không liên quan chớ để ý. 21. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp, thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa không cảnh giác. 22. Chỉ đức học chỉ tài nghệ không bằng người, cần phải gắng, nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. 23. Nghe lỗi giận nghe khen vui, bạn xấu đến bạn hiền đi, nghe khen sợ nghe lỗi vui, người hiền nương dần gần gũi. 24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội, biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu tội chồng thêm. Người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất. 26. Người hạnh cao danh tự cao, mọi người trọng không bề ngoài, người tài năng tiếng tự cao, được người phục chẳng do khoe. 27. Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích, không định giàu chớ khinh nghèo,
chớ ghét cũ không thích mới, người không rảnh chớ lão phiền, người bất an không quấy nhiễu. 28, người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, mỗi không ngăn đôi bên sai. 29, hễ cho nhận phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Sắp cho người trước hỏi mình không thích phải ngưng mau. Ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn, báo ân dài. 30, đối người ở thân đoan tránh, tuy đoan tránh lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục, lý phục người tâm mới phục. 31, cùng là người khác tộc loại, thô tục nhiều nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời không rẻ lịnh. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Không gần hiền hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư. 32, chỉ không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người Lào. Nếu gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải. 33, cách đọc sách có 3 điểm, tâm mắt miệng tin đều trọng. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. 34, gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất tránh, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ. Tuy có gấp xếp ngay ngắn, có sai hư liền tu bổ, bỏ sách thánh, không sách thánh bỏ không xem. Che thông minh hư tâm trí, chớ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Dạ con xin hết ạ. Ha ha ha,